Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi tin tức 16 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã gặp gỡ và làm việc với một số tổ chức phụ nữ của Liên bang Nga. Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ phụ nữ hai nước, đặc biệt thiết lập các cơ chế hợp tác thường xuyên giữa phụ nữ hai nước, tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, nghiên cứu trao đổi đoàn, tổ chức các hội thảo, diễn đàn chung, cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Hai bên cũng nhất trí phối hợp ủng hộ nhau trên các diễn đàn, cơ chế đa phương mà hai bên cùng tham gia. Cùng ngày, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có buổi gặp gỡ và làm việc với Hội Liên minh Phụ nữ toàn Nga và gặp gỡ Cộng đồng Phụ nữ Việt Nam tại Moscow. Đoàn cũng đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moscow. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng vừa phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên dân tộc thiểu số, tiên phong thay đổi định kiến giới, khuôn mẫu giới, đã thu hút 300 đại biểu là cán bộ, giảng viên, sinh viên dân tộc thiểu số trong cả nước. Các đại biểu cùng nhau chia sẻ thảo luận về những vấn đề đặt ra, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cường hơn nữa vai trò tiếng nói và sự tham gia của thanh niên, sinh viên dân tộc thiểu số, giúp các em sinh viên tiếp tục là những hạt nhân tích cực trong các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ những tập tục có hại trong đời sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các ngành liên quan sẽ tiếp tục rà soát, xác định những vấn đề cấp thiết đối với thanh niên, sinh viên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, làm cơ sở quan trọng đề xuất nội dung, giải pháp cụ thể hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thưa quý vị, Hải Phòng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 3. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp là hơn 5.400 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã kịp thời có những chủ trương để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Qua rà soát mức độ thiệt hại của các hộ dân tại một số xã từ mức 30 đến 70% và có xã là 100% thiệt hại diện tích nông nghiệp, nhiều hộ gia đình rơi vào tình trạng kiệt quệ, không có vốn để khôi phục sản xuất. Cũng phải đi vay, nếu như mà nó có cái chính sách mà nhà nước hỗ trợ cho những cái gia đình bị thiên tai mà vay cái vốn nó lãi suất nó thấp thì tạo điều kiện cho dân. Ngân hàng Chính sách Xã hội Hải Phòng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho nông dân. Với những chính sách vay vốn ưu đãi và quy trình giải ngân nhanh gọn sẽ phần nào giúp hàng trăm hộ dân có nguồn tài chính để bắt tay vào tái thiết sản xuất. Qua rà soát thì là trên gần 600 tỷ đồng, hơn 570 tỷ với hơn 10.000 khách hàng vay vốn. Ngân hàng Chính sách Xã hội chúng tôi thứ nhất là đã cân đối được từ nguồn vốn quay vòng và cũng xin Trung ương bổ sung nguồn vốn để làm sao các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo mà đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn thì chúng tôi đáp ứng được. Thành phố Hải Phòng sẽ nghiên cứu tăng nguồn vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội cho các hộ dân vay nhằm kịp thời phục hồi sản xuất, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo mức lãi suất thấp nhất có thể. Điều này giúp giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện cho người nông dân có thêm thời gian ổn định sản xuất và khắc phục hậu quả. Nhằm quảng bá tiềm năng du lịch, những năm gần đây, tỉnh Hà Giang đã thường xuyên tổ chức sự kiện thể thao mạo hiểm, làm bối cảnh cho các bộ phim điện ảnh và MV ca nhạc của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Việc quảng bá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, con người qua các nền tảng truyền thông này đã giúp Hà Giang gây tiếng vang trong cộng đồng du lịch, thu hút hơn nhiều du khách trong và ngoài nước trải nghiệm, khám phá. Với địa hình núi non hiểm trở, nhiều thung lũng sâu, Hà Giang là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động thể thao mạo hiểm. Các hoạt động này được tổ chức thường xuyên đã tạo sự lan tỏa rộng rãi, thu hút sự quan tâm lớn từ các vận động viên chuyên nghiệp, du khách trong và ngoài nước. Mạo phi lăng thì là một trong tứ đại đỉnh đeo của Việt Nam nên đó. Khi mà được chạy đến cung đường này thì mình thật sự thấy đó rất là tự hào. Mình yêu quê hương Việt Nam. Khi mà có thể đến được cái vùng đất nó đã có quá nhiều những cái bản sắc riêng của mình về phong cảnh, về thiên nhiên, về con người, về văn hóa. Cho nên mình cảm thấy mình thật là may mắn khi mà có mặt ở đây. Với cảnh quan độc đáo và vẻ đẹp nguyên sơ, Hà Giang đã trở thành bối cảnh lý tưởng cho nhiều bộ phim nổi tiếng như Chuyện của Pao, Lặng Yên dưới vực sâu, Tết ở làng địa ngục. Bên cạnh đó, nhiều MV ca nhạc của các ca sĩ nổi tiếng, các chương trình truyền hình thực tế cũng được ghi tại Hà Giang.
Thảo thấy mình cần phải dồn hết tâm huyết hơn nữa để cống hiến cho khán giả, đặc biệt là khán giả Hà Giang sẽ có một cái MV về xuân thật là độc đáo, thật đẹp. Và để Thảo hy vọng rằng là với cái tình cảm của mình sẽ dành được một phần nào đó giúp cho Hà Giang quảng bá du lịch. Thông qua tổ chức các môn thể thao mạo hiểm mang tính chất trải nghiệm và trở thành bối cảnh các bộ phim điện ảnh, MC ca nhạc và truyền hình thực tế, Hà Giang đã thành công trong việc quảng bá hình ảnh vùng đất cực Bắc đến đông đảo du khách, đồng thời đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho những du khách yêu thích khám phá và trải nghiệm, đặc biệt là du khách quốc tế.